cầm tay mẹ đi. Chị chưa xin phim mà nào. Bên đây con, bên đây mới có điện nhiều. Xưa, năm nay nó làm điện đuốc gì mà sáng trưng. Này ấm ấm được 7-8 độ dẫn cho nó đi coi điện Noel. Thử. Lại đây. Chờ em Thiên Kim giúp con né mà né đường người ta đây kìa. Hả? Rào rào. Cua bên nào đâu? Đây hả? Con gì hả? Nó mới xuống tuột xuống cái hồ đấy đó. Hồ đấy giờ nó đông đá rồi thấy chưa? Nào tự đi lên. Đi qua đây với mẹ nè. Kim. Đây nè. Từ từ đi An, từ từ An coi nè, hình gì đây? Hình gì bên đây nè? Ở sau lưng An nè. À. Wow, đẹp không biết. Đấy, Thiên Kim nào, đèn nào Thiên Kim? Chỉ đèn này, Kim Kim chỉ đèn này. À, đèn đấy hả? Wow, đẹp đẹp không biết. Ngôi sao nhiều quá ha. Chỗ nào cũng ngôi sao hết á. Đèn đúng nào, đèn con nào thích đèn nào nhất à. Ừ.
Wow, điện sáng quá ha. Wow, chỗ nào cũng là điện không hả? Quán nguyên cái công viên này luôn á. Biết bao nhiêu điện. Nãy giờ thấy cái gì đẹp nhất? Wow, nhiều màu sắc cơ chứ bộ ha. Cái gì? Cái đèn nó chiếu lên nè, cái đèn nó chiếu lên nè. Thấy cái đèn ở dưới đất nó chiếu lên. Thấy thiên kim nó giỏi nhất không? Nó im lặng nó coi đèn hồi nãy giờ thấy không? Rồi. Hôm nay được trời ấm ấm, người ta đi nườm nượp. Đèn đẹp không thiên kim? À, đèn nái. Mấy anh nó chạy đi hết rồi, thấy chưa Thiên Kim? Thiên Kim cứ tháo mũ ra, thấy chưa? Mấy công đứng lại, thấy chưa? À, Thiên Kim cũng đậu mũ đẹp mà ha. Wow, đẹp quá. À, Thiên Kim quét người ta ai?
giờ qua bên kia lái xe coi đèn bên đường kia đường nữa cái này. À bên lái nữa. Đẹp quá ha Thiên Kim. Ờ Thiên Kim cười ê ha. Thiên Kim nó còn coi đèn này, đèn đâu. Wow, đèn đẹp vậy hả? Nam ơi, đi bộ lại đây Nam. Hả? Wow, mấy cái snowflake rồi thấy chưa? Thằng em thằng Kim lớn thằng Kim đi bộ nha, cái đi coi đèn mà bác ẩm vậy mệt lắm á. Đẹp quá trời đẹp ha. Chá chá chá. Đèn cho chá chá gì? À, chá chá đen. Wow, đen quá rồi đen. Ở bên này là khu bên này là lái xe đi coi.